Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh năm 2024. Đến dự chỉ đạo theo dõi diễn tập có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh thuộc quân khu 3 và các đơn vị thuộc các tỉnh tiếp giáp, một số học viện, nhà trường trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Với đề mục Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình chuyển vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu phối hợp với các lực lượng tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ biên giới vùng biển vùng trời. Cuộc diễn tập được thực hiện theo 3 giai đoạn: giai đoạn 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn 3 thực hành tác chiến thực hiện nhiệm vụ. Qua 2 phần vận hành cơ chế và thực binh chiến đấu. Ngay sau khai mạc diễn ra các hội nghị, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đồn biên phòng phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chỉ thị những việc cần làm ngay với tình huống xuất phát từ việc triển khai thu hồi diện tích đầm bãi để thi công các dự án ở khu vực ngoài đê Bình Minh 2. Một số hộ dân có lợi ích liên quan cho rằng việc đền bù chưa thỏa đáng lại được các đối tượng xấu thông qua mạng xã hội kích động nên tập trung kéo về trụ sở Ủy ban nhân dân xã thị trấn khu vực biên giới biển huyện Kim Sơn gây rối, gây bạo loạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương, các lực lượng liên quan, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền đấu tranh trấn áp các hoạt động gây rối, gây bạo loạn trên địa bàn, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ. Trong giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến, lực lượng diễn tập cơ động ra hiện trường. Đây là lần đầu tiên Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu, thông qua đó rèn luyện nâng cao trình độ năng lực chỉ huy tham mưu hiệp đồng tác chiến, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Đây cũng là cơ sở để đánh giá khả năng tham mưu đề xuất của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về tác chiến thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ biên giới vùng biển vùng trời sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 8.